lộ diện 10 món ăn đắt giá nhất hành tinh, ngay từ cái tên đầu tiên đã có giá lên đến 330.000 USD khiến dân mạng sửng sốt. 1. Nấm cục trắng Anba năm 2007. Cây nấm trắng Anba đắt tiền nhất thế giới được bán với giá 330.000 USD, sấp xỉ 7 tỷ đồng. 2. Trứng cá muối Beluga. Trứng cá Beluga ở Iran là loại trứng cá đắt tiền nhất khi bạn phải chi tới 20.000 bảng Anh, sấp xỉ 600 triệu đồng cho một ký trứng cá. 3. Phô mai Casio Cavallo Podolico. 4. Vàng lá. Đây là loại thực phẩm vô cùng đắt đỏ với giá 70 USD khoảng 1 triệu đồng cho vài gram. 5. Gan ngỗng foie gras. Ở Tây Ban Nha, món gan ngỗng của nhà hàng La Pateria de Socha có giá lên tới 700 USD 1 kg khoảng 16 triệu đồng. 6. Hà ngỗng. Một vụ mùa hà ngỗng bội thu có thể đem về cho ngư dân hơn 500 USD cho mỗi kg khoảng 12 triệu đồng. 7. Hạt dẻ cười Iran. Bạn phải mất tới 153 USD cho 1 kg hạt dẻ loại ngon nhất. 8. Thịt đùi lợn muối và hun khói jamon Iberico. 9. Thịt bò Kobe Nhật Bản. Một miếng bít tết tiêu chuẩn cho thực khách ăn thường có giá tới 240 USD khoảng 5 triệu đồng. 10. Cà phê trồn. Trung bình bạn phải trả tối thiểu 150 USD cho một ly cà phê trồn.